giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm 23 Các vị bằng hữu Xin chào mọi người buổi tối tốt lành Chúng ta vừa mới nói đến Bước quan trọng thứ ba Trong trình tự của việc cầu học vấn Là thận tư Thận tư Là suy nghĩ một cách cẩn thận Vừa rồi cũng đã nói đến Trong mối quan hệ phụ tử Thì bạn dạy dỗ con cái Cẩn thận như thế nào phải thận ưa thủy cẩn thận khi bắt đầu đây cũng là thận tư trong mối quan hệ quần thần chúng ta cũng phải suy nghĩ đến việc dùng phương pháp như thế nào để khuyên can người lãnh đạo để họ có thể tiếp nhận thậm chí là khi cấp dưới không biết nghe lời thì người làm lãnh đạo chúng ta phải suy nghĩ lại xem rốt cuộc là chúng ta đã xảy ra vấn đề ở đâu mà khiến cho cấp dưới không phục tùng lãnh đạo Chúng ta cũng nên thận tư Để mà tìm cho ra nguyên nhân Kiểm điểm lại chính mình Trong mối quan hệ vợ chồng Cũng phải thường thường cẩn thận Mà suy nghĩ Sẽ nhận thức chung Của gia đình Có phải là thật sự kiên định Hay không Thí dụ như một sự việc quan trọng Trong gia đình là giáo dục tốt cho con cháu chúng ta chí yếu mạc nhược giáo tử trong sự việc quan trọng như vậy thì nguyên tắc giáo dục con cái của hai vợ chồng có thống nhất hay không nếu không thì dạy con cái có thể sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề cho nên việc giáo dục có thể thống nhất đối với con cái mới có thể có quy tắc để tuân theo Việc này chúng ta đều phải cẩn thận suy nghĩ Những phương diện này Đều phải làm cho tốt Vì thế trong mối quan hệ ngũ luân phải thận tư Việc đưa ra các lựa chọn trong cuộc đời Cũng phải thận tư Chúng ta nói là con người đều theo đuổi Và mong cầu sự thành công Các vị bằng hữu Rốt cuộc thì cái gì gọi là thành công Có gì nào nói được hay không Trong sự suy nghĩ của các vị Thế nào là thành công không thể nào có thể nói với tôi là không biết Vì thì cả đời chúng ta theo đuổi sự thành công Và rốt cuộc hỏi chúng thành công là gì lại là không biết Cũng không biết là đang đi về phương hướng nào Phải thận tư Thành công của chúng ta là gì Chúng ta dẫn dắt sự thành công cuộc đời cho con cái là những gì Hiện tại việc gọi là thành công trong xã hội Đối với chúng ta lại là có tác động gì Có ảnh hưởng gì phải nên tỉ mỉ quan sát con người hiện tại việc thành công được truyền bá trên phương tiện truyền thông trên rất nhiều tiết mục tin tức truyền hình điện ảnh bạn có thể nhìn thấy được thế nào là thành công thành công có thể chính là Phía sau lưng họ là một biệt thự vô cùng tráng lệ Bên cạnh họ là cô gái vừa trẻ vừa đẹp Đi trên chiếc xe rất là sang trọng đắt tiền Trong vô hình trung Đã dẫn dắt phương hướng thành công sai lệch cho người ta Đó là danh Đó là lợi Thật sự thì việc theo đuổi danh lợi Có phải là cuộc đời sẽ hạnh phúc vui vẻ hay không? tôi đã từng nghe qua một nhà doanh nghiệp diễn giảng ông ấy nói doanh nghiệp có bốn loại kết cục loại kết cục thứ nhất gọi là lao tâm lao lực bởi vì phải dẫn dắt doanh nghiệp cho nên mỗi ngày đều làm việc mười mấy giờ đồng hồ người như vậy hiện nay nhiều hay không rất nhiều Cho nên các vị xem đây cũng là quy hoạch cuộc đời của họ. Quy hoạch cuộc đời của họ là mỗi ngày làm việc mười mấy giờ đồng hồ. Xin hỏi các vị quy hoạch cuộc đời như vậy là đúng hay sai? Chúng ta không cần phải đưa ra lời kết luận quá sớm. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Bởi vì có quá nhiều người đều đang hướng về cuộc sống như thế này. Người hiện tại có một quan niệm sai, dường như có nhiều người làm thì cho là đúng. Khi những con thiêu thân lao vào trong lửa, thì bạn có muốn lao theo hay không? Phải thận tư, phải có lý trí. Làm việc mười mấy tiếng một ngày, chúng ta nói thân thể này là bằng xương bằng thịt. Làm sao chịu nổi, không chỉ làm việc mười mấy giờ đồng hồ, có thể còn phải đi ngoại giao, còn phải thức suốt đêm. Còn phải tranh quyền đoạt lợi với người ta. Những việc này đều rất cao tổn tinh thần. Kết quả là có thể lúc họ được 30, 40 tuổi Đột nhiên Có một ngày đi kiểm tra sức khỏe Phát hiện đã bị ung thư gan Tình trạng như vậy hiện tại có nhiều hay không? Nhiều Họ lao tâm lao lực liều sống liều chết Kết quả là 30, 40 Thì tuyên bố bạn chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi Vào lúc đó thì họ cảm thấy cuộc đời như thế nào? Nghe như xét đánh ngang tai Họ bắt đầu oán trời trách người Tôi một đời nỗ lực mười mấy hai mươi năm Rốt cuộc cũng chẳng mang được gì Họ nằm trên giường bệnh mà không cam tâm Họ nói số tiền này của tôi Không biết là Rốt cuộc sẽ rơi vào tay của người đàn ông nào Bởi vì người vợ của họ có thể sẽ như thế nào đây là tình huống thứ nhất của doanh nghiệp lao tâm lao lực để rồi sau cùng phải chết yểu vì thế quy hoạch cuộc đời như vậy không phải là một việc đúng đắn phải suy nghĩ cẩn thận khi đối diện với việc kinh doanh cuộc đời kết cục thứ hai là lao tù họ trong quá trình của sự nghiệp Đôi lúc túng quá quá liều Tốn thế cũng được Hoặc nhận dụng một số phương pháp vi pháp Để tạo ra cơ hội cho mình Để cho mình có thể sớm kiếm được một số tiền Đến khi sự việc bị bại lộ Vì vi phạm pháp luật Nên bị giam vào tù Mỗi năm Chúng ta đều có xếp hạng một trăm doanh nghiệp lớn kết quả là có một hiện tượng vô cùng đặc biệt mỗi năm một trăm doanh nghiệp lớn đều thay đổi vị trí tỷ lệ thay đổi vị trí mỗi năm đều rất lớn đặc biệt là mười vị trí hàng đầu dường như mỗi năm đều thay đổi các gì bằng hữu việc này có nghĩa là gì các doanh nghiệp lớn nhất hết thảy đều nhờ vào việc gì? Nhờ vào tham, nhờ vào vi phạm pháp luật. Nhưng mà lưới trời lòng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Cho nên sau một năm thay đổi, thì điều đổi công ty trở lại rất nhiều ông chủ xí nghiệp lớn đều bị giam vào tù lao. Vào trong tù ngục Do là vì sao mà có nhiều ông chủ doanh nghiệp Phải túng quá quá liều Họ vì sao mà không biết kiên sợ gì vậy Việc này ảnh hưởng đến nếp sống xã hội của chúng ta Có lẽ như người nghèo Bị cười chê Chứ kỹ nữ thì không Cảm thấy chỉ cần dạo phất lên Sau một đêm thì họ đã thành công rồi Họ không lo nghĩ về sao Họ chỉ cần khoe khoang nhất thời Để cho người ta cảm thấy họ rất tài giỏi thoáng chốc bừng tỉnh giấc mộng rồi thì cuộc đời họ như thế nào thì xong rồi rất nhiều người đã phải bị bắn chết vì thế rất nhiều thành công của người thế gian hiện nay đều là thành công phi pháp kỳ thực chúng ta nhìn vào ánh mắt của họ có lẽ không thấy căm giận họ mà chỉ thấy đáng thương cho họ bởi vì tôi học Học vấn thánh hiền Nên biết rõ Phước phần của một người Là họ có thể kiếm được món tiền như thế Nhưng mà nếu như họ dùng thủ đoạn phi pháp Họ giống là Có thể kiếm được 10 triệu Kết quả là gì đã dùng cách phi pháp Nên đã tổn mất đi phước phần Có thể cuối cùng chỉ có thể kiếm được bao nhiêu vậy Chừng 200 ngàn Do lại sau khi họ kiếm được 200 ngàn Họ lại không hiểu lý Họ lại tự lấy làm vui sướng Dương dương tự đắc Cho nên không chỉ là tổn phước Mà còn hủy hoại Cuộc đời Trong tay của chính mình Cho nên con người không học thì không biết Phước phần lớn nhất của một người Không gì bằng việc có thể được nghe Giáo huấn của Thánh Hiền Vì thế tôi thường hay nói với bạn bè của mình Cuộc đời này của tôi có cơ hội được nghe học vấn của Thánh Hiền Cuộc đời của tôi đã biết đủ rồi Cho nên gặp phải chuyện gì Thử thách như thế nào Thì chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu Bởi vì đã hiểu được rồi Mà cũng nói lại Khi một người chân thật Nghe được giáo huấn của Thánh Hiền Chân thật hiểu lý rồi Thì họ đã nắm được vận mạng của mình trong tầm tay rồi họ căn bản là sẽ không có việc không hài lòng nữa chúng ta phải hiểu được là rất nhiều tục ngữ đều là rất có ý cảnh thí dụ như nói cuộc đời việc không như ý thường đến tám chín vì sao cuộc đời này việc không như ý lại đến tám chín phần nguyên nhân là do đâu các vị bằng hữu đây cũng là việc phải thận tư Vì sao mà cuộc đời việc không có như ý Đến 89 phần 10 phần có đến 89 là kết quả Nguyên nhân do đâu Nguyên nhân ở chúng ta không để cho người được như ý Chúng ta thường ngày cũng không có rộng kết thiện duyên Cũng không có để cho người ta có được sự thuận tiện Bởi vì đã trồng cái nhân này Cho nên cảm lấy việc 89 phần không được như ý khi chúng ta thật sự chỉ dùng tâm chân thành Khi chỉ dùng tâm yêu thương Để qua lại với người khác Thì làm gì có nhiều chuyện không được vừa ý Chúng tôi trong một năm nay Đã làm được hơn 300 buổi diễn giảng Trong đó vào 30 tháng 7 Đã bắt đầu mỗi kỳ 5 ngày nghiên cứu về văn hóa truyền thống Đến hiện tại thì đã làm được 9 kỳ rồi cũng không có gặp phải chứng ngại gì Và lại không những không gặp phải chướng ngại Mà đến đâu cũng có quý nhân trợ giúp Vì vậy chúng tôi cũng từ những việc này mà ấn chứng được một cái trọng điểm Trong đạo đức kinh của lão tự nói Thiên đạo vô thân Trên trời không có thân thích Thiên nhân thường ở cùng với ai? Thường cùng thiện nhân khi tâm chúng ta thiện Chính là cuộc đời diệt như ý Có được đến 8, 9 phần 10 Đạo lý như vậy mới nói được thông Tôi còn nhớ vào Cuối tháng 6 Tôi trở về nhà Một chuyến Trước khi trở về tôi vẫn còn ở đó lo lắng Thời tiết ở hải khẩu này đặc biệt nóng Vì việc tổ chức nghiên cứu học tập vào tháng 7 đó Hơn 100 người lại không có máy lạnh Sợ mọi người chịu không nổi Tôi cứ ở đó lo lắng vì việc này Đúng lúc trước đêm trở về thì ở Hải Khẩu Đã có một khách sạn rất lớn Tên là khách sạn Kim Hào Đúng lúc ông bà chủ khách sạn Cũng ăn cơm chung với chúng tôi Kết quả là khi nói đến văn hóa truyền thống Ông chủ này nghe xong rất quan hỷ sau đó nói với tôi, nếu cậu trở lại thì hãy báo cho tôi biết, tôi nhất định sẽ đến nghe cậu giảng. Sau đó còn kiên trì muốn đưa tôi trở về nhà, còn nói cách một ngày nữa sẽ đưa tôi ra sân bay. Chúng ta nói con người với nhau là một loại duyên, duyên phận rất sâu. Lần đầu gặp mặt, ông đã tạo cho tôi rất nhiều thuận tiện. Thế là trên đường trở về nhà. Ông đã nói với tôi là lầu ba khách sạn của ông có một phòng hội nghị rất cao cấp máy lạnh đều là công suất cực lớn rất là mát mẻ tôi vừa nghe thì liền nói có thể nào cho chúng tôi thuê để tổ chức buổi giảng tọa được không ông rất là hào phóng liền nói không có vấn đề gì nhất định sẽ giúp tôi sắp đặt mọi thứ thế là mọi việc đã lo xong không còn lo lắng gì nữa thật sự là không phải lo lắng gì tất cả mọi việc sẽ do nhân viên của ông giúp đỡ sắp xếp ngay cả lúc lên lớp cũng có nhân viên của ông chăm trà cho chúng tôi vì vậy mà trong năm ngày đó chúng tôi đã được ăn những bữa ăn vô cùng thịnh soạn kết quả là sau khi làm xong năm ngày ông nói mọi thứ đều miễn phí cho chúng tôi hết sau khi xong năm ngày chúng tôi muốn đi thanh toán nhưng khi muốn đi trả tiền thì cô thu ngân nói là đã được thanh toán hết rồi. Chúng tôi giật mình, không biết là đã được thanh toán hết từ khi nào. Cô thu ngân này nói mỗi ngày bà chủ đều đến thanh toán hết rồi, chúng tôi liền đi hỏi bà chủ. Bà chủ nói, bà mỗi ngày nghe giảng đều rất cảm động. Bởi vì bà chủ này là một người học Phật bà mỗi ngày lại phật đều rơi nước mắt bà nói sự giáo hướng tốt đến như vậy mà con của bà vẫn chưa tiếp nhận được con của bà đều đã mười mấy tuổi rồi vì vậy bà nói bà rất hy vọng bọn trẻ ở mảnh đất hải khẩu này có thể có được nhiều lợi ích mà lớp dạy và học của giáo viên này có thể có được càng nhiều giáo viên đến nghe giảng thì sẽ càng có nhiều đứa trẻ được lợi ích chúng tôi nghe được bà chủ nói như vậy trong lòng cũng rất là cảm động cho nên đích thực là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền chúng ta không thể xem nhẹ một câu nói nào chúng đều có thể thực sự thực tiễn được trong cuộc sống của bạn đều thể nghiệm được chúng tôi đã làm được chính kỳ mà không phải tốn tiền gì cả cho nên đích thực là con người càng làm thì càng thể chứng được chân lý là chân thật bất hư bạn cũng sẽ càng ngày càng có lòng tin vì vậy mà chúng ta phải tuân theo đạo lý chính xác để mà kinh doanh cuộc đời sẽ càng ngày càng nhiều trợ lực gọi là chính nghĩa nhiều người ủng hộ phi nghĩa không ai ủng hộ Giả lại người phi nghĩa Còn có thể bị tù giam Cho nên nhóm người làm doanh nghiệp Dạng thứ hai gặp phải là Bị tù tội Loại tình huống thứ ba là Kiếm được tiền không có phạm pháp Nhưng vì Giao tiếp lâu dài Áp lực công việc thường xuyên Cho nên có thể mới 40 tuổi Đã phải thường xuyên đến bệnh viện thân thể suy yếu khi một người có sức khỏe suy yếu thì cuộc đời này có hạnh phúc gì đáng nói nữa hay không dù họ có nhiều tiền hơn đi nữa quyền cao chức trọng hơn đi nữa họ cũng sẽ không cảm thấy được vui vẻ gì bởi vì con người một khi cảm thấy không thoải mái thì thân tâm đều là bị dài dò cho nên đời người cũng không nên làm cho cùng lại ra như vậy bởi vì vào lúc đó tôi ở tại hải khẩu nơi tôi ở phía trước là một khu phố ẩm thực nằm trên đường kim long cả khu phố đều bán sơn hào hải dị cho nên bao nhiêu người thường xuyên đến đó đã báo cáo ăn uống thời gian dài rất nhiều căn bệnh mãn tính đều xuất hiện mà con người đích thực là không đủ cẩn thận thường hay là xảy ra chuyện rồi thì mới cảnh giác nhưng mà đến khi xảy ra vấn đề rồi thì luôn luôn là rất khó xử lý không chỉ là vấn đề gì sức khỏe vấn đề gì gia đình vấn đề gì hôn nhân vấn đề gì dạy dỗ con cái chỉ cần họ cảm thấy không được thoải mái nữa thì có thể là đều thuộc dạng cấm sâu khó nhổ cho nên quy hoạch cuộc đời tuyệt đối không phải chỉ có thể theo cầu danh cầu lợi theo đuổi sự hưởng lạc nhất thời cuộc đời phải nên phát triển toàn diện phải viên mãn toàn diện loại doanh nhân, nhân thứ tư chính là dạng doanh nhân, nhân như chú lư vậy lấy lên được bỏ xuống được Không màn danh lợi Vì thế khi tôi nhìn thấy chú Lư Thì chỉ cảm giác như chú rất thân thiết Căn bản là từ ở chú không hề cảm nhận được Tập khí của những người làm ăn, buôn bán Tôi nhìn thấy mà cứ nghĩ chú là dân trí thức Giả lại chú cũng nói cả đời chú mong muốn nhất chính là Được dạy học Nhưng vì sinh kế lớn nhất của gia đình Và cả việc ông phải nuôi cha mẹ bởi vì tình hình áp lực tài chính gia đình quá lớn cho nên không thể không để cho ông theo nghiệp kinh doanh nhưng bởi vì ông có Trí Huệ khi nên dù kinh doanh nhưng ông vẫn dạy tốt con cái của mình cũng khiến cho rất nhiều thanh niên có duyên với ông nhận được nhiều lợi ích mà đối với doanh nhân thì bất kỳ một người nào quy hoạch cuộc đời của họ sự việc quan trọng nhất là gì vậy Dù gấp gáp hay thông thả Chúng ta nhất định phải có thể lấy được, bỏ được Đây mới là trí huệ Cho nên quy hoạch cuộc đời Việc quan trọng nhất là Tự mình trưởng thành Chính là khai mở trí huệ của mình Sự việc này vô cùng cấp bách Giả sử trí huệ chúng ta không khai Cuộc đời càng lúc càng nghiêm trọng Bởi vì sẽ đưa ra rất nhiều phán đoán sai lầm Bởi vì sẽ đưa ra rất nhiều lựa chọn sai lầm Mà bạn đưa ra phán đoán sai lầm Cùng những quyết định sai lầm Thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời gì sau của bạn Bởi vì trí huệ của bạn chưa khai mở Cho nên mỗi bước đi đều nặng nề hơn Bởi vì rất nhiều sự việc sai lầm đều gánh lên lưng Sau đó lại không biết cách nào Để từ sai Từ từ viên mãn trở lại vì thế là cả cuộc đời càng đi càng cảm thấy nhân sanh khổ đoạn cho nên tìm đối tượng phải có trí huệ nuôi dạy con cái phải có trí huệ kinh doanh sự nghiệp phải có trí huệ thậm chí là muốn cho thân tâm bạn được an lạc thì cũng phải có trí huệ việc quan trọng đầu tiên là phải tự mình trưởng thành phải nỗ lực học tập bởi việc học tập thì phải chọn đúng phương hướng chọn đúng người thầy cho nên một người mà lúc nào cũng đều biết thận tư đều biết minh biện tự mình trưởng thành rất quan trọng tiếp đến việc tổ chức gia đình rất quan trọng nếu như một nhân nhân mà gia đình đã bại thì dù có quyền hơn có tiền hơn cũng không có ý nghĩa gì. Bản thân họ cũng sẽ cảm thấy rất hụt hẫn. Rốt cuộc dinh hoa phú quý của thế gian này cũng chỉ là mây bay trước mắt. Một người đến lúc gì già có thể được thưởng thanh phước hay không, quyết định ở việc người đó có chăm lo tốt cho gia đình hay không. Chú Lư cũng đã từng nói với chúng tôi, chú nói chú có một cách làm đã kiên trì được mấy mươi năm rồi. Mỗi chủ nhật Ông nhất định đều dành thời gian cho con cái Cho vợ Cùng ăn cơm với cha mẹ Các vị bằng hữu Xin hỏi cách làm này Của chú Lư Là EQ hay là IQ Học vấn hiện nay Người phương Tây rất hay khiến cho những thứ đơn giản Trở nên phức tạp Rõ ràng chỉ là một câu lý luận giáo dục Mà viết ra thành một quyển sách Bạn giống là cũng hiểu được một chút Nhưng sau khi xem xong Thì lại trở nên không hiểu gì Ngược lại Thánh Hiền thì đem những thứ rất phức tạp hàm chứa tu nhiếp vào trong một hai câu nói Chỉ vì mà triết lý Thánh Hiền đã nói là Dạng Pháp nhân duyên sanh Một câu nói đã hàm chứa toàn bộ vào trong đó Trí huệ của những thánh hiền này Không thể không khiến người ta bội phục Người phương Tây thì nói là EQ hay là IQ Bây giờ lại có thêm cái gọi là CQ Và cả SQ SQ gọi là healthy Nghĩa là chỉ số sức khỏe Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi nghĩ sẽ vượt qua 10 chữ Q Vì chúng ta suy nghĩ một chút Chú Lư kiên trì và mỗi chủ nhật nhất định đều dành thời gian cho gia đình xin hỏi động tác này là cảm tính hay là lý tính lý tính phải không lý tính nếu chú không có tình yêu thương chân thật thì làm sao lại đưa ra quyết định này chứ bởi vì chú có tình yêu thương chân thật chú không có trí huệ thì có thể biết cách thủ xã hay không cho nên chú chân thật có lý trí cho nên khi một người có chân tâm thì sẽ có lý trí và cũng có cảm tình Rõ ràng chỉ là một thứ mò lại nói ra thành bao nhiêu thứ Cuối cùng nghe xong ta cũng thành mơ mơ hồ hồ Cho nên tôi tái ông mất ngựa, họa phước, khó lường Bởi vì tôi lúc nhỏ không thích đọc sách Mà thời đại tôi lớn lên thì sách phương Tây rất nhiều Vì thế mà tôi trong rủi lại thành may Đến hai mươi mấy tuổi mà tôi cũng chưa đọc được quyển sách phương Tây Kết quả khi mở các kinh điển ra Chúng liền tạo dựng Nền tảng về quan niệm tư tưởng cho tôi Tôi còn nhớ tôi vào 5 năm, năm trước Khi đọc sách Tôi có một đồng học Từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách Vì bằng hữu đã đọc rất nhiều sách Do phương Tây viết Từ lúc học cấp 2 đã bắt đầu xem các loại sách về tâm lý học Cái gì cũng xem cả Số lượng sách đã xem khiến tôi phải giật mình Hãy mẹ của anh không có ở nhà Thì anh chìm đóng trong cả đống sách đó Có tốt hay không Xem sách cũng cần phải có trí huệ để lựa chọn Nếu đọc phải những sách không tốt Thì phiền phức lớn rồi Chúng ta suy nghĩ xem Một ly nước trong Mà nhỏ vào một giọt mực Thì mất thời gian không tới một giây Nhưng khi một giọt mực này nhiễu vào Thì liền bắt đầu Xâm hại tư tưởng của bạn Khi bạn muốn loại trừ giọt mật này ra Thì bạn phải tốn bao nhiêu thời gian vậy Giả như Bạn học tốt hóa học Học tốt vật lý học Lập tức đem giấy lọc ra lọc trở lại Ít nhất Cũng mất trên 10 phút Tỷ lệ là bao nhiêu vậy Có thể tỷ lệ là 1 phần 600 hoặc hơn cho nên phòng ngừa ô nhiễm rất là quan trọng Đồng học này của tôi cũng khoảng 26 tuổi rồi Chúng tôi thường hay tham khảo thảo luận một số vấn đề trong cuộc sống Người bạn này thường chau mày mà nói Anh vì sao lại có thể suy nghĩ như vậy được chứ Vì sao có thể đem sự việc nói thành đơn giản gì được chứ Nhưng mà lại thẳng thắn dứt khoát Người bạn này nói đầu óc của anh có thể để đổi cho tôi được không Cho nên đích thực là Trong thời đại bùng nổ thông tin tri thức như hiện nay nếu như bạn không có khả năng phân biệt tị vi thiện ác rõ ràng thì bạn thật sự sẽ bị những tri thức hiện đại nhấn chìm hôm nay bạn học cái này ngày mai lại đem quyển sách khác ra xem trong lòng bạn sẽ không có được kết luận không có cái gì làm chủ tể cho nên phải thận tư phải xem sách thời gian của cuộc đời có hạn phải nên xem những văn chương đã được khẳng định Chân lý mấy nghìn năm qua Mà những văn chương này Cũng không cần bạn phải xem nhiều Chỉ là một quyển sách nhỏ này Mà cuộc đời này của bạn có thể thọ dụng không hết Cho nên có rất nhiều vị thầy Lên đài giảng như chúng tôi Hiện tại đều có chung một loại cảm nhận Đó là bất kỳ một người nào Đến đây thỉnh giáo vấn đề nào đó Thì một quyển đề tử quy này Đã có thể giải quyết được hết các vị bằng hữu có muốn thử hay không Thật sự là như vậy Cho nên các vị liền có thể hiểu được Cái trí huệ đó của các thánh hiện nhân Thật sự là chúng ta không thể tưởng tượng được Một câu nói của khổng tử Đệ tử nhập tác hiếu Xuất tắc đệ cẩn nhi tính phím ái chúng Nhi thân nhân Hành hữu dư lực Tác dĩ học văn Ở đây đã nắm bắt Bảy cái cương lĩnh học vấn đạo đức Của một con người bảy cương lĩnh này đã hàm nhiếp tất cả lý luận về việc xử sự đối người tiếp vật tất cả đều ở trong đó tôi thuộc dạng tái ông mất ngựa hòa phước khó lường chúng ta từ câu chuyện về chú lư có thể cảm nhận được một người chân thật có lý trí thì họ sẽ biết cách yêu thương con cái họ như thế nào cho nên chú là người có tình yêu thương chân thật Giống như một người mẹ rất yêu thương con cái của mình việc gì con cũng không cần làm con chỉ cần học hành cho tốt vào là được xin hỏi người mẹ này có tình cảm chân thật hay không có hay không là giả đó gọi là nuông chiều cái đó gọi là dục vọng người mẹ đó nghĩ là mình muốn dẫn dắt con cái như thế nào thì cứ dẫn dắt mình cảm thấy thích như thế nào thì làm mình muốn yêu thương như thế nào thì yêu thương đó không phải là việc suy nghĩ cho con cái. Cho nên có rất nhiều người mẹ, họ sinh có thể là hai ba đứa con, có thể sẽ đặc biệt tốt đối với một đứa nào đó. Loại yêu thương đó không phải là chân thật, đó đều là loại dục vọng. Cái dục vọng khống chế, chiếm hữu, hàm chứa ở bên trong. Người mẹ đó dùng cái tâm yêu ghét của mình để yêu thương con cái yêu ghét không phải là chân tâm lúc nào cũng suy nghĩ cho chúng tìm ra phương pháp giáo dục tốt nhất để dạy chúng đây mới gọi là chân thật yêu thương cho nên rất nhiều bằng hữu đều nói là nhưng mà chúng tôi đều không có cơ hội tìm được kỳ thực để có thể cảm nhận học vấn tốt chân thật của thánh hiền là chân tâm của bạn là chân tâm thành ý của bạn Nếu bạn muốn dạy dỗ con cái bạn trở thành mệnh tử Thành phạm trọng im của ngày nay Thì nhất định sẽ có người đem sách đến tặng cho bạn Vẫn là phải xem tâm của bạn có chân thành khẩn thiết hay không Tôi trong mấy năm nay tiếp xúc với học vấn của Thánh Hiền Có một hiện tượng rất là kỳ diệu chỉ cần trong đầu tôi hiện lên một quyển sách nào thì căn bản là chỉ trong vòng dài tuần lễ Tôi nhất định sẽ có được quyển sách đó Chưa hề có ngoại lệ Vì sao thì tôi không biết Bởi vì tôi chưa đọc xong Đọc không kịp Cho nên Chân tâm của bạn Phải vì cái xã hội này Thì rất nhiều trợ lực sẽ đến Trong chân tâm của bạn Muốn gì dỗ tốt con cái Thì cũng nhất định là sẽ có rất nhiều người đến giúp bạn Cho nên việc chúng ta không có được phương pháp tốt Thì hãy quay đầu xem lại tâm của chính mình Có đủ chân thành, khẩn thiết hay không Cho nên người có tình yêu thương chân thật Nhất định là phải kiến lập trên lý trí Người có lý trí chân thật Thì họ nhất định sẽ biết cách yêu thương người khác như thế nào Cho nên EQ và IQ là một không phải hai Chúng ta vừa mới nói đến sự thành công Đương nhiên ba dạng người phía trước Chúng ta đều không cần chúng ta cần là cách kinh doanh sau cùng mà cuộc đời này tất cả những điều cần bạn kinh doanh có thể là chúng ta dùng một con số không để làm đại biểu bạn có nhà cửa bạn có xe cộ bạn có con cái bạn có sự nghiệp bạn có rất nhiều bạn tốt đều là số không làm đại diện mà sức khỏe là số một cho nên cuộc đời dù là có nhiều hơn đi nữa chỉ cần bạn không có con số một này thì tất cả những thứ còn lại đều vô nghĩa tình trạng này con người hiện nay có nhiều hay không rất nhiều cho nên sức khỏe rất là quan trọng cho nên bạn phải xây dựng nền tảng sức khỏe thật tốt cho con cái ngay từ khi còn nhỏ tôi hiện nay nhìn thấy hai đứa cháu của mình tôi cảm thấy sự lựa chọn của chị tôi thật là đúng đắn hai đứa đều khỏe mạnh chưa hề bị bệnh tật gì Việc học hành cũng tập trung hơn người khác Có thời gian nhiều hơn người khác Bởi vì chúng tiết kiệm được thời gian mệt mỏi Tiết kiệm được thời gian đi khám chữa bệnh Cho nên sao mà Chúng lại có thể không học hành hơn người khác được chứ Chúng ta hy vọng trẻ con được khỏe mạnh Cũng mong muốn sức khỏe của người thân trong gia đình đều tốt Mà hy vọng cũng không có tác dụng gì Phải có trí huệ mới được Phải có trí huệ chính xác thì mới được chỉ giữ cho mình được khỏe mạnh như thế nào Giữ cho gia đình được khỏe mạnh như thế nào Như này phải thông qua Sử dụng tâm học tập của mình thì mới được Cho nên phải thận tư Suy nghĩ đến điều kiện quan trọng nhất Của sức khỏe trong cuộc sống Những thứ cần phải học thì quá nhiều có phải không Nghe như vậy xong Đến lúc đó các gì bằng hữu lại nói Nào thầy Thái hãy giúp tôi liệt kê ra các loại sách thực tế là có rất nhiều học tập thì phải hiếu học phải khéo học việc khéo học này không phải thuộc dạng đầu cơ trục lợi mà vì khéo học này là phải biết mượn sự trợ lực vì sao mà khi tôi nhìn thấy chú lư chú và tôi nói chuyện hai giờ đồng hồ thật sự là tâm tình tôi xúc động đến nỗi lập tức quỳ xuống đối với chú bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế nhưng thật sự là gạn đục khơi trong Mỗi câu nói đều là đánh thẳng vào trong tâm của bạn Bạn đều có thể lấy ra để sử dụng Và như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ bớt đi sự oan uổng rất nhiều Bởi vì tôi còn nhớ chú Lư trong lần nói chuyện đó Có một câu khiến tôi ấn tượng vô cùng sâu Chú nói Đối với chính mình Phải đối cùng nhiệt tận Đối với người khác Phải phúc hậu ba phần Cái gì bằng hữu đừng nên hiểu sai Không phải là bảo bạn cầm dao đâm mình Đối cùng diệt tận này là Đối cùng diệt tận đối với điều gì của chính mình Là thói quen xấu Tập khí xấu Thì không thể nào được buông lơi Chúng ta có được thái độ này trong 3 tháng Đảm bảo thân tâm của bạn đều sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trở lại Bởi vì chiến thắng chính mình Chính là niềm vui lớn nhất cho nên câu nói này của chú đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc Mỗi lần chúng tôi muốn chạy trốn Thì câu nói này như thế nào Đuổi cùng giết tận Phải có dũng khí Cho nên câu nói này đã để lại cho tôi Ấn tượng rất sâu Tôi cũng từ trong đó thể hội được Người thiện Thấy hiện tại thì muốn học được như họ Khiêm tốn thọ giáo Cho nên họ có thể làm được việc đứng trên vai người khổng lồ Đứng trên vai người khổng lồ Thì thấy được xa hơn Các vị bằng hữu Vậy ai là người khổng lồ Trí huệ Bốn năm ngàn năm nay của cổ thánh tiên hiền Là người khổng lồ Các vị đã đứng lên đó chưa Con cái của bạn đã đứng lên đó hay chưa vậy cho nên khi chúng ta có thể quý trọng trí huệ và kinh nghiệm của người khác thì bạn có thể tiết kiệm được việc phải đi những con đường oan uổng về phương diện sức khỏe tôi đã từng đọc qua mấy quyển sách của tiến sĩ lôi cửu nam từ trong những quyển sách của bà tôi đã hiểu ra được rất nhiều đạo lý của sự khỏe mạnh gọi là bệnh từ miệng vào phải nên biết cách ăn như thế nào để có thể khỏe mạnh được bây giờ mọi người hãy cẩn thận suy nghĩ một chút về chủ đề này nên ăn uống như thế nào làm sao để chăm lo cho sức khỏe của chính mình và sức khỏe của mọi người trong nhà khi nói đến sức khỏe rất nhiều người đều suy nghĩ đến hai chữ dinh dưỡng hiện tại là người phải suy nghĩ đến việc dinh dưỡng không đủ hay là suy nghĩ đến việc dinh dưỡng quá dư thừa vậy bạn xem rõ ràng là phải suy nghĩ đến việc dinh dưỡng bị dư thừa nhưng mà tâm lý con người hiện tại sợ là điều gì là không đủ đúng vậy con người thật là lạ rõ ràng bày ra ở trước mắt mà họ lại cứ nhìn mà không thấy và cứ làm theo những gì họ suy nghĩ cho nên nhất định là lão tổ tông của chúng ta sẽ ở đó mà lắc đầu rõ ràng là giúp đỡ cho bạn mà bạn không nhận còn những học thuyết có thể hại chết bạn thì bạn lại cố hết sức để nhồi nhét vào trong đầu của mình cho nên chúng tôi cũng thường cảm thán con người chúng ta hiện nay là chịu nghe lời gạt chẳng chịu nghe khuyên nhận giả mà không chịu nhận thật thật sự là tự mình chuốc lấy cái khổ người không thể tự chủ được tôi ngày trước không hiểu vì vậy các vị bằng hữu Nhìn thấy tôi Thì các vị đều biết tôi là Một người ăn uống thất bại Vì vậy mà người cứ ốm tông ốm teo Ăn uống những đồ tạp nhạp quá nhiều Chúng tôi trong những buổi báo cáo Về dinh dưỡng Đã thống kê ra Được 10 loại lớn thức ăn tạp nhạp các vị bằng hữu có biết là những loại nào hay không? McDonald không thể xem là một trong 10 thức ăn tạp nhạp được McDonald được xem là loại thức ăn không cân bằng Bởi vì dầu họ chiên vẫn là loại dầu sạch Nhưng bởi vì rau củ quả trong thức ăn của họ quá ít Vì thế mà dinh dưỡng không được cân bằng Chúng ta hãy xem thói quen ăn uống của người phương Tây Du nhập vào trong Trung Quốc Đã tạo ra hiện tượng gì các vị xem hiện nay vào lúc nghỉ hè thì rất nhiều trường học liền bắt đầu chiêu sinh lớp học giảm cân các đứa trẻ phải ở nơi đó để mà vận động vận động trong đầu thì lại nghĩ mình chỉ cần làm tốt năm ngày này đến ngày thứ bảy thì mẹ sẽ nhắc mình đi mặc đồ nà có hiệu quả hay không không có hiệu quả cha mẹ không có quan niệm chính xác thì không thể nào nuôi dưỡng con cái được khỏe mạnh người lớn còn không có định công thì làm sao con cái có được định lực chứ bạn bảo chúng không được ăn cái này Ăn cái này sẽ có hại cho sức khỏe của con Vậy thì làm sao chúng chấp nhận được chứ Cho nên 10 loại thức ăn tạp nhạp này Nếu như chúng tôi nói xong Thì có thể các vị sẽ liền cảm thấy vậy Thì cái gì cũng không thể ăn được Nói khái quát lại Thì có chứa các loại dầu chiên Có chứa cholesterol Có chứa chất bảo quản Thì Cố gắng ăn ít những thực phẩm này Thậm chí là Những đồ ăn quay nướng Nó chứa Ba chất gây ung thư hàng đầu Khi trải qua việc nướng trong nhiệt độ cao Các protein liền biến chất Vì thế mà một cái đùi gà nướng Có chứa chất độc hại bằng giới 60 điếu thuốc cho nên có rất nhiều phụ nữ Mặc dù không hút thuốc Mà vẫn bị ung thư phổi Đương nhiên một nhân tố khác đó là phụ nữ Thường hay nấu nướng Cũng rất là vất vả Cũng bởi vì rất nhiều trẻ con Đều thích ăn những thứ này Và cả kẹo mứt Những loại kẹo mứt đó Ngay cả kiến dáng Đều không thèm ăn Vì mà bạn lại muốn ăn Chúng lỡ ăn phải thì đi còn nhón chân Bạn thì ăn thì mặc kệ Nhưng mà sau thời gian dài ăn như vậy Sẽ xảy ra vấn đề Cho nên tôi nói người hiện nay không cần phải dùng đến xác ướp làm gì Vì chết đi Thì có thể sẽ trở thành xác ướp Bởi vì đã ăn chất bảo quản quá nhiều rồi Tiếp đến là Nước uống Có ga Nước ngọt có ga làm tổn hại đến răng Và dạ dày rất lớn Thành dạ dày cứ bị tổn thương từng chút từng chút một Cuối cùng thì dạ dày sẽ bị viêm Tiếp đến là thủng dạ dày Vì sao mà tôi lại rành đến như vậy Bởi vì tôi đã từng trải qua rồi Tôi còn nhớ lúc nhỏ Mỗi lần đi mời khách Thức ăn còn chưa dọn lên thì tôi tuyên bố là đã no rồi Là do uống nước ngọt mà no Đúng vậy Dạ dày bị tổn thương Mà hãy dạ dày tổn thương Thì việc hấp thu sẽ có giới hạn Thế là thể chất cũng sẽ không tốt Cho nên tôi thường hay nói Tôi khi trẻ thì hay uống nước ngọt Tới bây giờ còn chưa ở hơi ra hết Cho nên dạ dày thường hay bị đầy hơi Vì sao tôi lại phải nói ra như vậy Là hy vọng con cái của các vị Không phải hối tiếc giống như tôi Tôi thường nghĩ nếu như sức khỏe của tôi mà tốt vậy thì một ngày Tôi có thể giảng 8 giờ đồng hồ Hy vọng là sức khỏe có thể mỗi ngày một tốt hơn Chẳng qua là sau khi có kiến thức Đích thực là Đã không còn tình trạng làm hại sức khỏe bản thân nữa Cho nên đối với những loại thức ăn tạp nhạp này Tôi cơ bản là không có động lòng nữa Vì sao vậy? Vì thân bị thương Cha mẹ lo ngay cả việc này mà còn làm không được nữa thì chúng tôi thật sự là cũng không có tư cách để ngồi ở đây mà hoàng dương văn hóa truyền thống còn có một thứ cũng rất lợi hại đó gọi là thực phẩm đông lạnh các loại kem vì cơ bản rất nhiều người mà không có những thứ này đúng là sống cũng không nổi có một người một ngày ăn mấy cây kem kỳ thực là lão tổ tông có một câu nói sự sự yếu đạo Pháp tự nhiên Bạn đi ngược lại với tự nhiên Thì sẽ làm tổn thương chính mình Chúng ta hãy xem thử một cái động cơ Của chiếc xe hơi Trong khi nó hoạt động Thì nhiệt độ tăng lên rất cao Lúc đó nếu như bạn đột nhiên Đem một thao nước đá Đổ vào Chiếc máy này vốn là có thể sử dụng được 10 năm Nhưng do như bạn thường hay đem nước lạnh đổ vào Tôi nghĩ là không tới 3 năm Thì bộ máy này sẽ có trục trặc Nhiệt độ của thân thể bạn là vào khoảng 37 độ C Từ 36 đến 37 độ Một nhiệt độ cao đến như vậy Và thường hay bị bạn dùng ly nước không độ C Đổ vào trong đó Máu huyết của bạn vốn là có thể chạy một cách rất là thuận lợi Những ly nước đá này được đổ vào Thì nó chút nữa đã bị ngưng lại Cho nên trong một thời gian dài Cứ như vậy thì bộ máy cơ thể của bạn sẽ bị tổn thương Luôn bị hao tổn Vậy thì thể lực dần dần sẽ đi xuống Giả lại phụ nữ mà hay ăn uống đồ lạnh như vậy Thì sẽ dễ dàng sinh ra rất nhiều bệnh phụ nữ Vì sao vậy? Bởi vì mỗi người phụ nữ mỗi tháng đều phải thải độc ra ngoài một lần Khi thải độc thì tử cung mở ra Sau khi thảy hết sạch sẽ Thì mới thu lại phải không Nhưng mà bởi vì bạn uống nước đá Thì nó liền co rút lại Thế là nó co cụm lại Thì chất độc đáng phải thải ra hết Nhưng chưa thảy hết Tử cung là một cơ quan giải độc rất lớn Nhưng vì chưa thải hết những chất độc Lần thải tiếp theo là khi nào vậy? 28 ngày sau đó Xin hỏi trong 28 ngày này Thì chúng sẽ đi về đâu Nó sẽ đi theo sự tuần hoàng máu Mà lan đi khắp cơ thể Những độc tố này sẽ tiếp tục hồi lưu Sau đó độc tố trong tử cung Càng nhiều hơn Thì bệnh phụ nữ liền xuất hiện Vì thế mà hiện nay Việc cắt bỏ buồn trứng Những phụ nữ bị cắt buồn trứng thì rất nhiều Đây không phải là chuyện giật gân cho nên sự nguy hại của những thực phẩm này, chúng ta đích thực là phải có sự nhận thức rõ ràng thì bạn mới có thể tránh khỏi được những nguy hại này. Chúng tôi thấy ở trên các trang web chuyên môn trên mạng có nói rõ về 10 loại thức ăn nguy hại này. Các vị bằng hữu có thể lên mạng để tải những tài liệu này về. Cho nên ăn uống trước phải biết cái gì không nên ăn. Sau đó lại suy nghĩ đến Việc nên ăn cái gì Bởi vì bạn mà ăn quá nhiều Những thứ không nên ăn Vì thì sức khỏe của bạn sẽ rơi vào tình trạng rất tệ hại Vì đây giống như Việc cầu học vấn Chưa hành thiện Thì trước phải bàn đến việc sửa lỗi Chưa ăn xong Phải biết loại trừ những thứ xấu Cho nên chúng ta hiểu được hiện tại vấn đề không phải là dinh dưỡng không tốt mà là ở dinh dưỡng quá dư thừa cho nên phải cân bằng dinh dưỡng ăn nhiều rau củ trái cây thì mới khỏe mạnh được vậy làm thế nào để cân bằng dinh dưỡng căn cứ vào những nhà dinh dưỡng học cận đại gần đây nhất đã nói thì tốt nhất là ăn thức ăn chay hiện tại số người hưởng ứng việc ăn chay không phải người phương đông nhiều nhất hiện tại số người phương tây theo chủ nghĩa ăn chay rất nhiều họ không phải ăn chay vì là một tín đồ tôn giáo họ là vì đã kịp thời tỉnh ngộ không thể tiếp tục được nữa quay đầu trở lại bắt đầu ăn chay rất nhiều người khi nói đến ăn chay thì họ lo lắng họ nói việc đó không đủ dinh dưỡng đặc biệt là không đủ protein. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà phân tích, thì trong thực vật hàm lượng protein rất cao, như là rong biển, như là đậu phộng, mè, thì hàm lượng protein rất cao. Giá lại thực ra mà nói, một người một ngày cần bao nhiêu protein vậy? 40 đến 60 gram mà thôi Có nhiều hay không? Không nhiều Con người hiện tại thực sự là Sửa chữa sai lầm quá mức Cho nên việc ăn chay tuyệt đối vẫn đủ protein Với lại việc ăn quá nhiều protein thì có hại hay không? Có hại Đúng rồi Cho nên đây là mấu chốt Con người không học việc này Kỳ thực khi họ ở đó nói là ăn chay không đủ dinh dưỡng thật sự là không phải họ sợ không đủ dinh dưỡng mà đó là họ không thể từ bỏ việc ăn thịt cá mà thôi thực tại mà nói việc ăn thịt cá thật sự là không phải đang ăn thịt cá mà là đang ăn những chất điều gì vì bằng hữu này nói là ăn xác chết thật sự là đang ăn những thứ gì vậy là đang ăn các loại chất điều gì cái lưỡi đều đã bị đánh lừa mà bị lừa lâu rồi thì thật sự là không biết vì thế mà họ không thể nuốt nổi thứ có hương vị như khoai tây họ không thể nuốt nổi mùi vị của củ cải đỏ thật đáng thương tôi lúc trước có lúc đã trồng rau không xào ăn mà ăn sống Ăn vào cảm thấy rất là ngọt Sau khi ăn xong có cảm giác như Trên đỉnh đầu có nguồn năng lượng tỏa ra Thật vậy Và lại ăn những thứ này vào Thì bạn sẽ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thoải mái Đó là gì vậy? Đó chính là năng lượng mà bạn không hề nhìn thấy Mà tất cả những rau củ quả tươi trong đó Đều có chứa năng lượng rất phong phú cho nên con người không chỉ là cần dinh dưỡng mà cần hơn là sau khi bạn ăn xong khiến cho bạn có tinh thần sảng khoái là những thức ăn khiến cho bạn thật sự có tinh thần những việc này rất quan trọng được rồi tiết học tới chúng ta sẽ tiếp tục nói xin cảm ơn mọi người